đối lập Ukraine đòi Tổng thống từ chức tin từ Kiev. Lãnh tụ đối lập Vitaly Klitschko tại phiên họp khẩn cấp của Quốc hội ngày hôm nay đã kêu gọi Tổng thống từ chức. Ông Klitschko cho rằng ông Yanukovych đã không lắng nghe người dân để thi hành những bước đi dân chủ theo hiến pháp. Ông Vitaly Klitschko còn nói rằng Tổng thống Yanukovych đã rời Kiev và hàng triệu công dân Ukraine nay cùng một đòi hỏi là tổ chức sớm cuộc bầu cử Tổng thống. Trong khi đó, theo nguồn tin từ giới an ninh cao cấp, thì ông Yanukovych còn ở Ukraine và vẫn đang an toàn. Thông tấn xã UNIAN dẫn lời một nhà lập pháp thân cận ông Yanukovych nói rằng ông đang có mặt tại vùng đông bắc thành phố Kharkiv, sát biên giới với Nga. Người biểu tình đã trấn giữ khu vực chung quanh dinh tổng thống sau khi cảnh sát rút đi. Sự nhượng bộ theo sau phiên họp có sự tham dự của ba nhà ngoại giao Liên Âu hôm thứ Sáu, ba ngày kể từ khi bạo động bùng nổ đã làm thiệt mạng 77 người tại trung tâm Kiev. Theo thỏa thuận này, thì một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào cuối năm nay, không thỏa mãn đòi hỏi của người biểu tình. Người biểu tình chỉ muốn ông này ra đi ngay lập tức vì ông đã đưa cảnh sát nằm trên mái nhà bắn vào nhóm biểu tình, gây máu đổ kinh hoàng. Quốc hội Ukraine đã hành động tức thì để thực hiện cuộc thương thảo bằng một cuộc bỏ phiếu phục hồi hiến pháp, hạn chế quyền lực của Tổng thống và trả tự do cho lãnh tụ đối lập là bà Julia Tymoshenko. Tại một phiên họp khẩn cấp của Quốc hội Ukraine vào sáng ngày hôm nay, hai đảng đối lập Ukraine là UDA và Bashkirtsyna đã đề nghị soạn thảo một nghị quyết đòi ông Yanukovych từ chức ngay lập tức để tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống trước ngày 25 tháng 5 tới đây. Nhân vật thân cận với ông Yanukovych quốc hội là bà Hanna Herman nói rằng ông Yanukovych không có ý định để rời khỏi đất nước mà sẽ gặp gỡ các cử tri và đọc diễn văn trên đài truyền hình. Trước đó, trong một phiên họp khẩn cấp diễn ra vào tối ngày 21 tháng 2, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật hạn chế quyền lực của Tổng thống thi hành luật ân xá những người biểu tình bị bắt, cắt chức ông Vitaly Shakarchenko, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ vì cho phép sử dụng vũ lực chống người biểu tình.